Chào mừng em nha. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách làm để tập lập bộ mình theo cái sơ đồ tư duy nhé. Thì chúng ta sẽ khái quát lại cái phần tập lập bộ thì gồm có những cái vấn đề gì. Hôm trước thì cô cũng đã làm cái sơ đồ tư duy toán lập ba rồi, thì hôm nay thì cô sẽ làm cái tư duy làm toán lập bộ nhé. Phần toán lập bộ này thì gồm có giải toán nhé. Đó là hình học. Trong cái phần toán lập bộ này thì gồm có cái phần giải toán này, hình học, phổ học và đại lượng, gồm cái bốn phần này nhé. Trong cái phần giải toán thì nó sẽ chia ra bốn phần, bốn nhánh như nhau. 1, 2, 3, 4. Đó là trung bình rồi. Nhiều tỷ và tổng hiệu. Còn cái phần hình học thì gồm có hình vuông này, hình chữ nhật, hình đường hành, phần số học này thì gồm có hai cái, đó là số tự nhiên và phân số. Phần đại lượng thì gồm có đo khối lượng này, đo diện tích và đo độ dài. Chiều về làm thêm đâu, bây giờ người chuẩn bị sẵn nó quay luôn nhá. Thì trong cái phần tổng lập bộ này thì cũng có cái phần này nha các em, là giải toán hình học, số học và đại lượng. Trong cái phần giải toán này thì gồm có bốn phần như thế này, đó là tổng hiệu này, tổng tỷ này, hiệu tỷ này, tổng tỷ và trung bình cộng. Còn cái phần hình học này thì cũng có là hình vuông này, hình chữ nhật, hình bình anh và hình thoi nhé.
Còn cái phân số học thì gồm có hai phân như thế này, đó là số tự nhiên và phân số cuối cùng là cái phân đại lượng. Đây thì gồm có cái đo khối lượng, đo diện tích và đo độ dài này nhé. Rồi thì trong cái phần toán lớp 4 này thì chúng ta sẽ khái quát như thế này là gọi là tạm ổn rồi nha mọi người. Vậy nha các em. Rồi bây giờ thì các em có thể tham khảo cái phần cái số đồ tư duy này để áp dụng trong bài học của mình nhé. Rồi chào các em nhé.